Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món ngon Việt Nam. Thưa quý vị, những món ăn của Trung Hoa từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với người Việt Nam với những món ăn vô cùng đặc sắc, ví dụ như là sủi cảo nè, mì hoành thánh hay là vịt quay Bắc Kinh. Và chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một món bắt nguồn từ Trung Hoa nữa với sự hướng dẫn của anh Võ Phúc. Và đặc biệt món hôm nay thì Quốc muốn giới thiệu đó là một món mì có cái tên gọi rất là hay, có nghĩa là khi mà mình nghe cái tên này là mình cảm thấy là mình rất là sung sướng và ai cũng ước được cái điều đó, đó là cái tên là mì Trường Thọ. Người Hoa thì hay ăn vào cái dịp đầu năm, mỗi gia đình thì họ có một cái cách nấu khác nhau. Tuy nhiên là người làm thì cái sợi mì nó càng dài thì càng tốt, còn cái nhân á thì theo cái khẩu vị của gia đình thì không thể thiếu là có tôm nè, rồi có theo phần thịt xíu, rồi phần thịt vịt. Tuy nhiên nếu người Việt Nam chúng ta mà ngày đầu năm á, mà kiêng ăn thịt vịt á, thì với món này mình có thể mình bỏ thịt vịt ra. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm. Bây giờ đầu tiên á, thì cái phần thịt vịt này á, thì Quốc đang có đây là một đùi vịt phi lê. Mình sẽ sơ chế nó trước. Bây giờ bắt một cái chảo lên bếp ha. Xong sau đó là mình cho vào trong đây. Này, mình rắc một ít muối lên. Cho miếng rượu vô nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ áp chảo cái phần thịt vịt này. Rồi, cái đến thì Quốc đang có đây là tôm sú này à. Mình sẽ bóc vỏ nó ra. Bây giờ cái phần tôm này có thể ta chẻ ra hoặc để nguyên gì cũng được. Và với món này thì để nguyên. À, mình sẽ canh lại cái phần vịt mình nha. Mình sẽ áp chảo cái phần vịt này, cái da của nó giòn luôn. Và mình sẽ để như vậy. Cái đến là phần xáo xíu, mình sẽ cắt sợi nó ra. Đây. Rồi, mình đã xíu nó xong. Rồi, bây giờ cái đến là cái phần cải chua. Mình cũng thái sợi sợi ra như vậy. Cho vào lại chén. Rồi, cái đó là cái phần thịt vịt này. Mình sẽ lấy ra. Rồi, để nó sang một bên nha, cho nó nguội. Xong sau đó mình sẽ cắt nó ra. Rồi, cái đó là mình sẽ có cái bông hẹ này. Bông hẹ này mình sẽ cắt nó hơi dài chút xíu để mình gấp lên cái sợi mì á, cho nó dễ. Đâu có đây là cái cần tây, mình cũng cắt chéo dài như này. Đây, cà rốt này cũng sẽ sử dụng là nửa củ. Mình cũng thái sợi nó ra luôn. Phần hành lá này mình sẽ cắt khúc, tí nữa sẽ cho vào. Và cái đến đây là cái phần nấm hương. Chúng ta có thể sử dụng nấm hương hoặc là nấm đông cô cho món này. Nhà Quốc thì thường hay sử dụng nấm hương. Nấm hương nó sẽ thơm hơn. Và phần nấm hương này mình sẽ thái mỏng ra như thế này, tí mình cho vào mình xào. Đây, sau cùng là mình sẽ xử lý cái miếng thịt vịt này. Là cái phần thịt vịt này nè, khi mà đã áp chảo rồi, nó giòn cái phần thịt ở bên trong cũng như là giòn cái phần da này. Bây giờ mình sẽ thái mỏng ra. À, như vậy là tất cả nguyên liệu đã sơ chế xong rồi. Bây giờ mình sẽ việc bắt chảo lên bếp và mình xào hết tất cả nguyên liệu lại với nhau. Đầu tiên mình sẽ xào cái phần mì này trước. Cái phần mì này mình sẽ lựa, nó sẽ có loại mì dẹp như vậy hoặc là cái mì tròn, nó giống như cọng bún bò Huế. Nó cỡ khoảng bằng 2/3 sợi bún bò Huế thôi. Nó bự hơn cọng mì bình thường. Quan trọng nhất là mình phải để cái sợi mì nó dài, chứ mình đừng có cắt cái sợi mì ra. Này, bây giờ Quốc sẽ một cái chảo lên bếp. Quốc sẽ cho vào đây là hai thìa ăn cơm dầu ăn nè. Cái đến là phần tỏi. Cho vào là một thìa ăn cơm tỏi. Mình phi cho cái phần tỏi nó vàng, xong bắt đầu mình sẽ cho cái phần mì này vào mình xào. Mình cho đây một ít nước. Đây, cái thìa mì đã chín rồi ha, mình sẽ cho vào lại đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào. Dầu ăn này cũng đang sử dụng là hai thìa ăn cơm dầu ăn. Đây, cái đến cái phần tỏi cũng vậy, cho vào đây là một thìa ăn cơm tỏi. Mình phi cho cái phần tỏi nó thơm lên. Đó. Là mình cho thịt vịt vào nha. Khi mình xào cái phần thịt vịt đã chín rồi đó, mình sẽ cho hết cái phần tôm này vào. Mình xào. Đây, bây giờ mình sẽ cho một ít nước vào đây nha. Rồi, khi mình thấy cái phần tôm, phần vịt nó gần chín rồi,
mình sẽ nêm vào đây. Phần dầu hào phải cho vào đây là 2 thìa ăn cơm dầu hào. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là 1 thìa ăn cơm nước tương của ly kim chi. Là bây giờ mình sẽ thả hết nha. Phần cà rốt nè, cần tây nè, cải chua nè. Đây. Rồi hết cái phần nấm nè. Mình sẽ xào lên như vậy. Cái này nó đã cải biến lại cho phù hợp với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên thì cái tinh thần của nó cũng giống y chang như vậy. Và cái gia vị đem vào á khác một tí xíu là cái nguyên liệu. Chẳng hạn cái cải chua đi thì người Hoa thì họ smooth theo kiểu khác. Còn người Việt của mình á thì theo kiểu khác. Nó sẽ hơi chua hơn tí xíu và nó không bị thấm. Mình sẽ cho tiếp đây là bông hẹ nè. Đây, mình sẽ cho luôn cái phần thịt xá xíu này vô luôn. Sau cùng là cái phần mì này. Là khi mình cho mì vào rồi thì mình sẽ cho thêm một thìa ăn cơm tương đen. Sau đó ta sẽ trộn đều nó lên. Và em để ý nha, chỉ cần mà chúng ta sở hữu trọn bộ sản phẩm của ly công kỳ thôi thì chúng ta nấu bất cứ món gì cũng được hết đó anh. Đúng rồi, nó có rất là nhiều cái gia vị. Dạ. Và nó rất là tiện cho gia đình mình. Và cái phần mì này thì mình xào đến khi nào anh hả? Mình xào cho cái phần tương đen nó áo đều là được rồi. Như vậy là cái phần mì chúng ta đã hoàn thành. Cho vào đây, hành lá lúc nãy nè, cũng đều lên cái nữa. Món này ăn á, là để may mắn á. Cái sợi mì nó phải dài ra, nó càng dài thì càng tốt. Và khi ta xào ta cũng khéo léo. Có nhiều người không biết á, lấy kéo cắt. Thật ra là cắt như vậy thì mình ăn nó dễ hơn thôi. Nhưng mà cái món làm ăn để cho may mắn á, thì mình nên làm cho may mắn luôn. Đây, sau cùng sẽ cho ít ngò lên trên. Rồi, cắt thêm một tiêu xung quanh. Như vậy là món mì Trường Thọ của chúng ta đã hoàn thành với món ăn này. Thì mọi người thấy đó, cách xào thì cũng y chang như cách xào mì của người Việt Nam mình. Tuy nhiên chúng ta phải có được cái sợi mì nó dai và nó dài. Và khi xào á, thì chúng ta thấy là xào mì riêng và xào cái phần nhân riêng. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp lại và mình sẽ trộn đều lên với nhau. Và đặc biệt là vì là chúng ta sẽ không thể nào thiếu được cái dầu hào cơm chun của ly cơm kỳ. Có phần dầu hào này thì cái phần mì chúng ta xào nó sẽ ngon hơn và hấp dẫn hơn. Vâng ạ, và trong những ngày Tết thì bên cạnh những món ăn truyền thống của người Việt, chúng ta có thể xen lẫn thêm những món ăn của người Hoa để một phần là thay đổi khẩu vị cho gia đình mình và một phần cũng làm phong phú thêm ẩm thực ngày Tết của gia đình nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Và thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng với cách hướng dẫn vừa rồi, quý vị sẽ làm thành công món này tại nhà của mình nhé. Và bây giờ thì Huỳnh Như và anh Võ Quốc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.